Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Clip hôm nay thì mình sẽ làm clip review và test đĩa VCD gốc album của anh ca sĩ Châu Gia Kỳ nha các bạn. Mình sẽ test cả hai album này luôn. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn xem đoạn clip test đĩa anh chàng đẹp trai. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn xem một đoạn clip test của album Vắng Em Trong Đời. Bây giờ thì mình sẽ mở ra và review cho các bạn xem nha. Đầu tiên sẽ là đĩa anh chàng đẹp trai. Đây các bạn có thể xem nha. Album này cũng có khá là nhiều bài nhạc hay luôn các bạn. Theo đánh giá thì mình thích album này hơn là album Vắng Em Trong Đời. Mình sẽ mở ở bên trong cho các bạn xem. Album này thì không có sách ảnh gì hết các bạn. Mình mua được ở bên Vafaco đó các bạn. VCD lồng trắng. Đĩa lồng trắng thì bảo quản đấy, khá là tốt luôn các bạn. Các bạn mà có muốn mua đĩa thì nên chọn đĩa lồng trắng nha. Còn đây là đĩa album Vắng Em Trong Đời, cũng là VCD luôn các bạn. Mình cũng mua bên Vafaco. Những bài nhạc, gồm có 7 bài nhạc. Album này thì không có tặng kèm thêm đĩa CD và cũng như karaoke nha các bạn. Đây tem cục nghệ thuật biểu diễn. Còn đây là chiếc đĩa. Album này thì cũng không có sách ảnh luôn. VCD lồng trắng nha các bạn. Và rồi, mình đã review và test cho các bạn xem album của anh ca sĩ Châu Gia Kiệt. Album Anh Chàng Đẹp Trai và Vắng Em Trong Đời. Mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share và một đăng ký nha. Nhấn vào chuông thông báo để nhận những video sớm nhất từ mình. Chào các bạn.